Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật Báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn quan tâm, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chúc cho quý vị sẽ có những khoảnh khắc thật tuyệt vời, thật ý nghĩa khi xem video của chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Thông tin đầu tiên trong bản tin ngày hôm nay, FIFA vào cuộc họp khẩn có dấu hiệu tiêu cực của trọng tài người Iraq trong trận Việt Nam với UAE. Sau những phản ứng mạnh mẽ từ phía đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá FIFA sẽ mở cuộc điều tra về những sai lầm của trọng tài người Iraq Ali Shasba Adey Al-Quaisi. Theo những thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sẽ mở cuộc điều tra về những sai lầm của trọng tài người Iraq sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay 16 tháng 6 vì có những dấu hiệu tiêu cực. Ở trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam đã có tới 2 lần bị trọng tài xử ép. Đầu tiên là quả penalty của Tấn Trường và tình huống Công Phượng bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ khẳng định làm mạnh tay với những trường hợp hối lộ tiêu cực. Ông Gianni Infantino cho biết đây là biện pháp mạnh để mang lại sự trong sạch cho bóng đá. Và nếu có kết luận tiêu cực trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam với UAE thì chắc chắn trọng tài người Iraq sẽ phải trả giá cực đắt. Thông tin tiếp theo. Cả thế giới ngưỡng mộ khi đội tuyển Việt Nam lập hai cột mốc lịch sử. Anh cả Đông Nam Á. Bên cạnh vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, tối qua 15 tháng 6, Việt Nam còn lần đầu tiên trong lịch sử vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023. Việt Nam kết thúc vòng loại thứ hai ở vị trí nhì bảng G sau trận thua UAE 2-3 tối ngày 15 tháng 6. Khi xét các đội nhì bảng có thành tích cao, Việt Nam đứng thứ tư vừa đủ để vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023 mà không phải đá vòng loại thứ 3 Asian Cup. 11 đội khác cũng vào thẳng Asian Cup là chủ nhà Trung Quốc, Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Australia, Iran, UAE, Arab Shields, Oman và Iraq. Đây là lần đầu tiên Việt Nam vào thẳng Asian Cup mà không phải đá vòng loại cuối. Năm 2019, đội phải chơi thêm vòng loại thứ 3 Asian Cup để giành suất đi vòng chung kết. Lần này, thầy trò Park Hang-seo đã không phải thi đấu nữa. Thời gian đó, đội tuyển sẽ đá vòng loại cuối World Cup 2022. Lần đầu tiên trong lịch sử, có 12 đội kể trên, thay Qatar bằng Liban sẽ đá vòng loại cuối World Cup. Qatar là chủ nhà nên không cần dự vòng loại cuối cùng World Cup. Họ vẫn dự vòng loại thứ 2 World Cup để giành suất tới Asian Cup 2023. Asian Cup 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 16 tháng 6 đến 16 tháng 7 tại 10 thành phố của Trung Quốc. Do nằm trong nhóm 12 đội vào thẳng, Việt Nam sẽ ở một trong hai nhóm hạt giống đầu trước lễ bốc thăm. Tại Asian Cup 2019, Việt Nam vào tới bán kết và dừng bước trước Nhật Bản với tỷ số 0-1. Chưa rõ huấn luyện viên Park có dẫn dắt Việt Nam ở Asian Cup 2023 hay không. Hợp đồng của ông Park sẽ hết hạn đầu năm 2022. Tuy nhiên, trong bản hợp đồng được ký vào tháng 11 năm 2019, có điều khoản gia hạn thêm một năm. Chuyển sang thông tin tiếp theo, cổ động viên Đông Nam Á đặt niềm tin vào anh cả đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á bày tỏ sự ngưỡng mộ và gửi lời chúc đặc biệt tới đội tuyển Việt Nam sau kỳ tích góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử với tấm vé vượt qua vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, dù để xua sát nút 2-3 trước UAE ở lượt trận cuối. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn thể hiện tinh thần chiến thuật quật cường để trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại thứ 3. Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam nhận được sự cổ vũ lớn của không chỉ người hâm mộ trong nước mà còn của cả trong khu vực. Trên diễn đàn bóng đá ASEAN Football, cổ động viên Đông Nam Á đã dành sự ngưỡng mộ cho những chiến binh sao vàng và gửi lời chúc đội tuyển Việt Nam làm nên điều kỳ diệu trong thời gian tới. Cổ động viên Philippines Central Angeles chúc mừng. Xin chúc mừng Việt Nam, cho các bạn may mắn cho vòng tiếp theo và xứng đáng là niềm tự hào của Đông Nam Á chúng ta. Tài khoản có tên Kalam Rikma đến từ Indonesia đặt kỳ vọng. Tinh thần Việt Nam, tôi mong các bạn có thể đại diện cho Đông Nam Á dự World Cup. Lời chào từ Indonesia, chúng tôi trông cậy vào bạn. Người hâm mộ Ach Krumprom tới từ Thái Lan thì so sánh. Chúc mừng Việt Nam từ Thái Lan, các bạn chiến đấu rất tốt. Tôi thừa nhận rằng Thái Lan đã thực sự đi xuống. Sau khi phân nhóm hạt giống, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 tại Kuala Lumpur, Malaysia. 12 đội bóng vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội đá vòng tròn 2 lượt theo thể thức sân nhà sân khách. Với việc đội tuyển Việt Nam xếp thứ 92 trên bảng xếp hạng FIFA và xếp thứ 11 ở khu vực châu Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nằm ở nhóm với hạt giống số 6. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Báo Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử. Tiếp sau Thái Lan ở kỳ vòng loại World Cup 2018 hơn 4 năm trước, đội tuyển Việt Nam đã là đội duy nhất vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Báo Thái nói gì về thành tích này? Sau khi đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 cũng là vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á, tờ GM Sport của Thái Lan viết, bóng đá Việt Nam đã viết nên lịch sử, họ xếp nhì bảng G với 17 điểm nhưng vẫn đủ để lọt vào nhóm 12 đội cuối cùng của châu Á. GM Sport nói thêm, Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á có mặt ở vòng loại cuối cùng. Trong khi đó, Thái Lan chỉ đứng thứ tư trong bảng đấu này do thua Malaysia 0-1 ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm. Trước đội tuyển Việt Nam, UAE chỉ thắng sát nút tỷ số 3-2. Đội tuyển Việt Nam trở thành đội duy nhất tại bảng G thua đội bóng Tây Á này với chỉ một bàn cách biệt. Ở loạt đấu trận diễn ra trong tháng 6 năm 2021, các đối thủ trước đó gồm Malaysia, Thái Lan và Indonesia đều thua đậm UAE. Tờ Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan thông tin, UAE dẫn trước 3-0 ở phút 50, nhưng sau đó Tiến Linh và Minh Vương gỡ 1-3 và 2-3 cho đội tuyển Việt Nam ở các phút 85 và 90+3. Tuyển Việt Nam giành một suất trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Vẫn là thông tin được đăng tải trên tờ GM Sport. Trước khi trận đấu giữa Việt Nam và UAE kết thúc, đội tuyển Việt Nam đã biết mình có vé vào vòng trong do Jordan để thua Australia 0-1 trong trận đấu thuộc bảng B. Dự kiến lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 24 tháng 6 tới đây, còn các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 sẽ được diễn ra vào tháng 9. Với việc có mặt ở vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm ít nhất 10 trận đấu nữa tại vòng loại World Cup 2022. 12 đội tham dự vòng loại thứ 3 sẽ được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 6 đội và thi đấu vòng tròn 2 lượt ở từng bảng. Thông tin tiếp theo, suýt bị đội tuyển Việt Nam cầm hòa. Báo UAE thừa nhận đội nhà sợ hãi. Đội tuyển Việt Nam có màn vùng lên dữ dội trong trận thua sát nút 2-3 trước UAE, khiến cho báo chí nước chủ nhà cảm thấy khá may mắn. Đội tuyển Việt Nam đã thất bại 2-3 khi làm khách của đội tuyển UAE trên sân Jebel, Dubai tại lượt trận thứ 10 bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và để đối thủ xoán ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, với việc đội tuyển Jordan cũng đã để thua đội tuyển Australia tại bảng B, đội bóng của chúng ta đã chính thức giành vé lần đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng loại thứ 3, vòng loại cuối cùng. Ngay sau trận đấu vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã gây sự chú ý lớn với hàng loạt tờ báo UAE. Nhật báo Kalei Times có bài viết với nhan đề UAE lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup sau chiến thắng 3-2 trước Việt Nam. Trong bài báo này, cây viết Ruturai Pokratori bày tỏ quan điểm Nguyễn Tiến Linh đã khởi đầu một màn vùng lên chiến đấu muộn màng của Việt Nam với bàn thắng ở phút 85. Nhưng đội tuyển UAE đã sống sót để xoay chuyển vận may, leo lên vị trí số 1 ở bảng G với chiến thắng thứ 4 liên tiếp. Bất chấp thất bại đau lòng này, đội tuyển Việt Nam cũng đã giành được suất vào vòng loại cuối cùng với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở 8 vòng đấu. Tờ Khaled Times thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã chơi cực hay trong những phút cuối và có những bàn thắng đáng nhớ của Tiến Linh và Minh Vương. Trong khi ấy, tờ báo nổi tiếng khác của UAE là Good News giật tít. Săn vé đến Qatar 2022, UAE tiến vào vòng loại cuối cùng của World Cup với chiến thắng kịch tính trước Việt Nam. Tác giả bài báo Matthew Smith viết, Ali Sherman, Ali Makhroud và Ahmad Khalid đã giúp đội chủ nhà vững tâm với 3 bàn thắng sau 50 phút đầu, trước khi phải trải qua nỗi sợ hãi cuối trận do Nguyễn Tiến Linh và Trần Minh Vương ghi bàn ở những phút cuối. Tờ Good News UAE thừa nhận, đội bóng quê nhà đã phải sống trong sợ hãi với nguy cơ bị đội tuyển Việt Nam gỡ hòa cuối trận. Thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay, đừng nói tuyển Việt Nam ăn may, thầy trò ông Park cũng phải chầy vi chốc vẩy mới có vé. Dù thua UAE nhưng tuyển Việt Nam vẫn có vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 và dĩ nhiên điều này không phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn.
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ với chúng tôi như sau. Giờ đây, Việt Nam đã nằm trong nhóm 12 đội bóng hàng đầu châu lục. Chúng ta có quyền để tự hào về điều đó. Và quan trọng là tuyển Việt Nam xứng đáng như thế, chứ không phải ăn may hay gì cả. Thầy trò ông Park cũng phải đá chày vi chốc vẩy mới có được kết quả này, chứ không phải nhờ cả vào may mắn đâu. Trên sân Jabal đêm qua ngày 15 tháng 6, tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước chủ nhà UAE. Kết quả này khiến chúng ta rơi xuống vị trí nhì bảng G. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có vé đi tiếp nhờ nằm trong 5 nhóm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Thực sự rất mừng và việc đó cũng đã được đoán từ trước khi lượt cuối diễn ra rồi, chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định. Tất nhiên chúng ta cũng có may mắn, nhưng may mắn chỉ đến với người có thực lực, có cơ sở nhất định để thành công. Và đây là bảng đấu gồm các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á và chúng ta đã vượt qua họ. Cùng với đó, tuyển Việt Nam cũng thắng được đội đầu bảng UAE trong hơn một lượt trận. Vì thế, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về tấm vé bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cùng với đó, cựu danh thủ thể công cũng đã dành lời khen cho nỗ lực của tuyển Việt Nam trong những phút cuối trận, ông nói. Thẳng thắn mà nói, tôi cũng không kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ thắng, mà chỉ mong chúng ta sẽ chơi một trận với tinh thần tốt và có điểm. Nhưng thực sự sau khi thua bàn đầu tiên, tôi cảm thấy tuyển Việt Nam bị xuống tinh thần và thể lực thua sút quá. Không hiểu vì sao đội lại xuống sức đến như vậy, nhưng các cầu thủ Việt Nam thì chạy không nổi so với đối thủ. Trong khi đó, UAE lại chơi rất ăn ý, kiểm soát bóng và ban bật ít chạm rất tốt. Với một thế trận như thế, chúng ta cảm giác bàn thua có thể đến bất kỳ lúc nào. Việc tuyển Việt Nam thua trận cũng là điều có thể hiểu được, nhưng chúng ta nỗ lực ở phút cuối và gỡ lại được hai bàn ở phút cuối cũng là điều tuyệt vời và đáng khen rồi. Đó mới là tinh thần Việt Nam. Sự nỗ lực và tinh thần Việt Nam được thể hiện sau khi nhóm cầu thủ dự bị vào sân. Họ chơi tốt, chiến đấu đến cùng. Minh Vương, Văn Toàn vào sân vừa có sự nỗ lực, vừa sung sức hơn nên đã cải thiện được thế trận cho tuyển Việt Nam. Nhận định về cơ hội của tuyển Việt Nam ở vòng loại tiếp theo, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa ra góc nhìn theo hướng tích cực. Dù ai cũng hiểu đối thủ của chúng ta sẽ là những đội bóng hàng đầu châu lục. Ông nói, thực sự thử thách ở vòng sau dành cho đội tuyển Việt Nam là quá khó khăn. Bây giờ các đối thủ đều biết Việt Nam sẽ đá như thế nào. Họ sẽ không dám coi thường và chủ quan nữa. Các đội bóng này chắc chắn sẽ chơi rất thận trọng. Nhưng dẫu sao đây cũng là một cột mốc lịch sử, là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự vươn lên của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ là các trận đấu sắp tới sẽ là thử thách thực sự để chúng ta thấy được rằng mình đang ở đâu. Không phải lúc nào tuyển Việt Nam cũng được đứng ở nhóm đỉnh cao như vậy và đối đầu với những đối thủ mạnh nhất châu lục. Vì thế đây cũng là thời cơ lịch sử để đưa đội tuyển Việt Nam của chúng ta vươn lên, là cú hích rất quan trọng để nền bóng đá của chúng ta tiến bộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những video hay nhất, mới nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.